You're late. What time is it? 2 minutes after six. No. I'm not. What time is this? What time is this? What time is it? Is what it? Time? What time is this? What time is it? 2 minutes. What time is this? 2 minutes after six. I'm not late. 2 minutes is not late. Yes, it is. It's 2 minutes late. Oh, look, it's 5 to 6. I'm early. So, for your birthday on Saturday, they great grand movie at the Avalon. They play ball game on Saturday night. Okay. Or they play at the art center at 8 p.m. Night is your dream. Life is your dream. Okay, listen again now. Look at my mouth. Look at my mouth. Life. Em nhìn thấy cái âm F cuối cùng không? Life. Yes, life. Life is a dream. Lie in the dream. Life. Em nhớ từ life này nó khác cái từ like là thích ở kia ở chỗ nào? Like. Like bóng. Like thì em đọc là like là bình thường đúng không? Từ life có âm F cuối cùng ạ. Life. Fa. Life is a dream. Life is the dream. Như vậy thì em nói như vậy người ta sẽ hiểu là thích đó. Thích ước mơ. Điều như là life, em có âm F. Fa. Life. 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 Yeah, anh chưa thấy con nghe tiếng âm F của em mở, em mở video lên nào. Like. Em có mở video mà. Không nhìn thấy. Thấy chưa? Em thấy chưa? Nào, em quay đi một bên thế nào. Like. Thấp màn hình xuống. Like. Thấp nữa màn hình xuống nào, anh chưa nhìn thấy. Đấy. Rồi, nói nào. Like. Life. Okay, life is a dream. Life is a dream. Is a dream. Is a dream. Okay, right, keep talking. Okay. Keep moving. The tiger are playing the giant. You know, people? No, oh, the giant. The giant. You know, baseball? Baseball. Oh, look. There is more that concert on Saturday. Would you like to go? What time? 7:30. The phone game at 7. Okay. Yes, okay. The phone came at 7. Yeah. The next time. Oh, wow. There is talk by the writer Alan Lee at the university on Saturday night. Is your birthday on Saturday? No, it's your birthday. Would you like to go to a paper game for your birthday? A paper game. That sounds great. That sounds great. Okay. Okay, now. Yeah. Do you have any new words here in the lesson? No, I think no. You understand all? I understand. Okay, now.
For example, 2 minutes after 6, it means what time is it? 2 minutes after 6, that means it means 2 minutes after 6, it means what time is it? Có nghĩa là 6 giờ 2. No, it's not. 2 minutes after 6. This means what time it is? What time it is? One more time. Có nghĩa lúc đấy là 6 giờ 2 phút. Em hiểu là như vậy. No. Ủa, không phải á? À? Long. Okay. 2 minutes after 6 is mean 6 to 2 o'clock. Có nghĩa là 6 giờ 2 phút. Là nghĩa là 6 giờ 2 phút đúng rồi còn gì anh? Vậy em nói là cái gì? Em nói là 6 giờ 2 phút. À thế à? Vâng. Ok. Nào. Em bảo 6 giờ 2 phút mà. Ok, vậy it's 5 to 6, what does this mean? 5 to 6 là có nghĩa là 6 giờ 5 phút. No. It's 5 to 6. 5 to 6, what does this mean? It is 5 to 6, nghĩa là 6 giờ 5 phút. No. It's 5 to 6, it means 5:55. 5:55 là 5 giờ 55 phút. Yes, that's right. Oh, okay. And when I say it is 10 to 10, it means what time is it? 10 to 10. 10 to 10. 10 to 10. 10 to 10 là 10 giờ. 10 to 10 là 10:50. 9:50. I just want to speak in English, not Vietnamese. Là 9:50 đúng không anh? Yes. 10 to 10. 10 to 10. Okay. Okay, I just want to speak in English, not Vietnamese. Not Vietnamese. Yeah, 10 to 10. That means 9 p.m. 15:15. 9:15. Okay. 9:15. Okay. And 15 to 12. What is mean? What time is this? 15 to 12. That means 11:15. 11:15. 55. 55. 11:15. Yes, okay, that's right. 11:55, okay. Okay. Mm-hmm. Now you know. Okay, you got it? Okay, right. And the next. Okay, now. If you don't have any new words here. No. Mm-hmm. I'll ask you some question about video. Okay, are you ready? Okay, I'm ready. What time was your prop with the boss appointment? What time is the boss is the what boss? Time was the boss appointment? It is 6 p.m. 6 p.m. Okay. And was Bob on time? No, Bob was not on time. Okay. And which place had a great French movie? The Avalon. The Avalon. The Avalon. Okay. When is the baseball game? When is the baseball game?
When is the again the day? When is the baseball game? The baseball game on Saturday night. The baseball game on Saturday night, okay. Yes. Okay. It's playing at 8 p.m. at the art center. The life is a dream. Okay. Life is a dream. And what is the name of the play? A baseball game. The baseball game. Baseball game. The name of the play. The name of the play. The tiger are playing. No. Can you say again? What is the name of the play? The baseball game. No, you know play. Play in this case, what does this mean? Play. I have to play. So just how many years you come? What is play of game? Corner. No, play. No. Okay. A play, a piece of writing performed by actors in the theater or on the television or radio. O stento. Stento. Mm-hmm. No, no more than that. What? At the stento. At stento. Stento. What does this mean? At the stento. At the video. No. Now, anh giải thích nhá. Okay, let me explain it to you. A piece of writing performed. Là một phần của những cái phần trình của một cái phần trình diễn được viết bởi những cái người diễn viên ở trong cái rạp chiếu phim hoặc là trên TV hoặc là radio, người ta gọi là kịch. Play ở trong trường hợp này nó nghĩa là vở kịch. Là vở kịch. Okay. Không phải là play để chơi như bình thường em vẫn nghĩ nhá. Em lại cứ nghĩ kiểu là một trò chơi đấy, bởi vì trong bài này nó nói là playing paper game đấy. Em cứ dịch là như vậy, nó có nhiều nghĩa, đúng không? Okay. Trong trường hợp này thì play có nghĩa là vở kịch. Okay. Life is a dream. Life is a dream. Okay. Alright. Now, the tiger and the giant are part of what sport team? What? Can you sport team? What sport team? Yes. The tiger are playing the jam. The giant. The tiger are playing the giant. Okay, now the tiger and the giant are part of what sport team? Baseball game. Baseball team. The baseball game. The baseball team. Of the baseball team. Okay, now is it? The baseball team. Okay. Baseball team. Baseball team. Okay. Okay. And when does the Mozart concert start? At the 7:30. 7:30. Okay. Yeah. What is the name of the writer at the university? Alan Lee. That is Alan Lee. Alan Lee, okay. Alan Lee. And Bob, what is Bob doing on his birthday?
Bob want to go paintball game. Bob. Bob want to go to paintball game. Bob would like to go to paintball game. Okay, yeah. Bob would like to go to the baseball game. Yeah, on his birthday. On his birthday. Yeah. Okay. And who have a birthday on Saturday? Bob on birthday. His birthday on Saturday. Saturday. Mm-hmm. His birthday. Bob's birthday on Saturday. Okay. Okay. Right. Yeah. See, this is some easy question in this video. Okay. Now, I will ask you some question. About you. Okay. Are you ready? Okay. I'm ready. Now, question number one. Are you often late for meeting? I'm seldom. I'm seldom late for meeting. You're seldom. 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 Mm-hmm. Seldom. Okay, this is again. Seldom. 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 Okay. Seldom. I'm seldom late for meeting. What would you do if you were late? If I work late, I say sorry. Just say sorry. Just say sorry, and I have my late. Say sorry and say sorry. Tỏ thái độ thành thật xin lỗi. Anh nói hộ em cho đấy sang tiếng Anh được không? Sao? Tỏ thái độ thành thật xin lỗi và nói câu xin lỗi thế thôi. Okay, to be honest, thực sự là. And actually, I just say sorry to everybody if I were late. Actually, I say sorry. I was late. Mm-hmm. I say sorry. Okay. Actually. Okay. Say sorry to everyone if I were late. If I would it, okay, I got it. Yes, okay. And do you often have a timetable for your work? Yes, I often have a timetable for the work. Mm-hmm. Yeah. Really? Really? Yeah. Do you often make a list of everything you have to do every day? No, I have not. Sometimes I have a, but I have a timetable for my work and my the example every day I have a school, I have a learning at the school, so that nói quá. Normally, do you often have a timetable, or do you have a list of everything you have to do every day? A list every day. List. Em có cái công list công việc, danh sách công việc hàng ngày không? List công việc hàng ngày thì cũng mọi thứ nó không giống nhau cho lắm. Mọi ngày của em nó không giống nhau cho lắm. Sometimes I have a game. Sometimes my life might not easily the same every day. Mm-hmm. Okay, can you speak louder? Okay. My every day,
my every day, my life is not the same every day. My life is not the same every day. Okay, I know. This means that you mean every day. Today is not tomorrow. Okay. Okay. Okay, so you are not. Okay, it's mean, I mean, yeah. I think I just want you to make a list of everything you have to do on today. And tomorrow, you make a list of you have to do on tomorrow. And the next day, you make a list of thing you have to do on the next day. And every day, you have a list of everything you have to do in a week to achieve your goal in a month or in a year, even in years, you know? I have it. Ví dụ mình lập danh sách những công việc mình làm ngày hôm nay. Ngày mai mình lập danh sách những công việc mình làm ngày mai. Ngày kia mình lập danh sách những công việc mình làm ngày kia, hoàn thành nó. Ngày kia mình làm những công việc mình làm ngày kia, hoàn thành nó. Ví dụ như vậy đó. Cái đó thì là không có đâu vậy. Cái đấy thì em chỉ có là the timetable for my work of the week on every week. Okay. Cái micro của em bị gà mất em ạ. Okay. I often have the timetable for my work every week. Yes. The example Monday. From Monday to Thursday, I have to go to school and besides, I have a work at cộng tác viên thì nó làm sao anh? What do I say cộng tác viên in English? Cộng tác viên cho cái gì vậy? Cộng tác viên. Cộng tác viên, what mean? If I interview the person who lives in Japan can retire, can rental a house. Okay, we call the collaborator. Collaborators. Collaborator. Yeah. Who live in Japan and then I receive a mail. An IDC amount. So amount. And my every day I put information about the whole about the whole in Japan on pay web. Play web. I don't understand you. Do you understand what I said? No. Okay, you are. You said you are a collaborator. No. Tức là em nói là em là cái gì cộng tác viên đúng không? If I introduce the person who lives in Japanese. Cái gì là em nói. If I introduce the person who can rental, who can how rental? Okay. In Japanese, yes. Okay. My every day, I put information about how in Japan on my pay, not my pay. On trên một cái trang gọi là trang cộng đồng người Nhật ở public trang cộng đồng tức là trang cộng đồng thì em mở cái em giới thiệu người mua người thuê nhà đúng không? Em giới thiệu người thuê nhà, nếu mà người đó mà có thuê nhà thì em sẽ I receive amount of money. Mm-hmm. Okay. Amount, I will receive amount of money. Yeah, amount of money.
Yes, this time I will let to a Wi-Fi. So every day my life is not the same. If I have a guest, I take the person go to see the house. Okay, you don't know what I mean. Em không hiểu ý anh rồi. Em ý em là một ngày của em nó không giống ngày hôm sau đúng không? Không giống ngày hôm sau, not the same. Tất nhiên rồi, mình sống một ngày hôm sau nó kiểu ngày hôm nay, nhưng ngày hôm sau thì không mà mình sống một ngày cả đời. Tất nhiên ngày hôm nay nó không giống ngày mai rồi. Ok. Nhưng ý anh là đây là anh muốn nói là em có lập danh sách công việc là em làm hàng ngày không? Ví dụ như là ngày hôm nay em mở mắt ra em biết em làm cái gì không? Đó. Trời ơi. Đấy là tất nhiên là ngày hôm nay chả khác ngày mai, rằng ngày mai em đi một chỗ, ngày kia em đi một chỗ, ngày kia em đi một chỗ làm một việc. Chứ không phải là ngày nào với nhau đâu. Nhưng ý anh là ngày hôm nay em làm cái gì để đạt được điều gì á? Em có lên danh sách không? Có lên danh sách chị anh. Ừ. Có chứ. Thế hôm nay là today my work, my homework là understand and remember about the new vocabulary in the video. Understand and remember. Understand and remember. And remember about all the work in this video. Yes. Okay. Yes. My just I'm just you. the church I say you I have not a lot of time the video, so I'm so shy. Shy, không phải là sai. Em nói như vậy người ta hiểu nhầm cái từ shy là SIDE á, là một bên đấy. Shy là ngại ngùng, có phải là shy. Có nghĩa sợ nặng đúng không? Có nghĩa sợ nặng đúng không? Shy. I feel shy, đúng rồi. Cái kia là shy. Shy. And I'm shy about my voice. Không phải ngại về cái đó mà ý anh nói lên là khi mà em nói một từ em kiểu như là xong có những cái đoạn mà anh cần nhấn mạnh cho em ví dụ như từ shy thì em lắng nghe đã, ok lúc đấy mình lắng nghe để xem là phát âm như nào, ví dụ như từ shy có nhiều từ như từ night, từ nice, từ night nó giống nhau gần như 90% về cái phát âm, nhưng mà để ý một chút thôi nó sẽ khác. Mình hãy lắng nghe xem là phát âm như nào để mình học, không phải là em ngại khả năng phát âm của mình mãi được. Ok. Rồi nào tiếp tục. Mà. Ok, let's come back to the lesson. Ok, before you go to sleep, do you think about what you did, what you've done? Thế là trước khi em đi ngủ thì em có nghĩ về những thứ mà mình đã làm xong rồi không? No. I really go to the bed well. Go to sleep well. Có nghĩa là I mean có nghĩa là em không có, trước khi đi ngủ em chẳng bao giờ em nghĩ là hôm nay làm cái gì đâu, đi ngủ em đi ngủ luôn. Em không nghĩ gì hết mà ngủ, tắt người xuống là em ngủ được luôn ý. Không nghĩ gì gì đâu. Okay, you mean when you go to sleep, you sleep immediately. Tức là khi em đi ngủ, em ngủ ngay lập tức đúng không? Lập tức chứ em không có người phải nghĩ gì. Okay. Yeah, okay, I see.
now, and do you, how often do you go to the cinema? No, I don't often go to the cinema. Do you a big fan of films? No, I don't like seeing the film. I don't like. You don't like watching film? And already I don't like go to the film now. Okay, you put your microphone close your mouth every day. Can you make a room and hear? No, I don't often go to the cinema. Okay. Do you like watching film? What? Do you like watching films? No, I don't watching film. Mm-hmm. And what do you often do in your free time? On the free time? In your free time. On the free time, Free time, yes. On the free time, I go to the. I don't have a go to the cinema, but I have another doing. The example, I'm cooking, laundry, washing my. Okay, can you repeat again? I make a call with my family every day. Mm-hmm. And besides, I have a homework. Okay, I do my homework, do the laundry. I have to do my homework, and besides at the my Facebook, I see the new paper on the Facebook, and all the các cái chương trình giải trí chứ em không có xem phim. Chương trình giải trí hay là các cái. No. Okay, yeah. You mean you watch a TV show or watch some program on the TV, and you do your homework, làm bài tập này, do my laundry, là giũ quần áo này. Go to the house and after go to the company. Okay, I see. Okay. Mm-hmm. Rồi, nói đi. Okay.